dù đã ở tuổi thất thập nhưng tài tử David Hallowfer cho biết khá lo lắng khi quyết định kết hôn lần thứ 3 cùng bạn gái kém 28 tuổi. Ảnh cưới của nam diễn viên được công bố trên tạp chí OK. Có nhiều lý do khiến David từng nghĩ sẽ trì hoãn đám cưới. Trong đó khoảng cách về tuổi tác chính là điều mà nam diễn viên lo ngại nhất. Chia sẻ với tạp chí OK, anh, David nói ông không muốn lấy đi tuổi trẻ của Hailey. Suốt một thời gian dài, tôi đã nghĩ sẽ là không phải nếu tôi cưới Hailey bởi tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi và tôi không muốn lấy đi những niềm vui tuổi trẻ cùng sự phấn khích của cô ấy. Tốt hơn hết là nên để cô ấy kết hôn cùng một người đàn ông phù hợp hơn tôi về độ tuổi, rồi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên những đứa con. Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng 7 năm và cả hai đã có một quãng thời gian tuyệt vời. Tôi nhận ra tôi yêu Hailey nhiều như thế nào, và chúng tôi đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Nam diễn viên nói thêm. Về phía Hailey, cô cho biết bản thân cũng khá đắn đo khi quyết định tiến thêm một bước cho mối quan hệ này. Thoạt tiên, tôi thấy khoảng cách quá lớn, tôi lo lắm, nhưng giờ thì không còn lo lắng gì nữa. David trẻ trung, đối với anh ấy, tuổi tác không có nhiều ý nghĩa. Tôi có lẽ già hơn tuổi của mình. Tôi không cảm thấy anh ấy hơn tôi quá nhiều tuổi. Cả hai đã quen biết 7 năm trước khi kết hôn. David gặp bạn gái Hailey Jabers cách đây 7 năm tại một khách sạn ở Wales, Anh khi ông làm giám khảo tại Britain's Got Talent ở Cardiff. Hailey đã đề nghị David chụp với cô một bức ảnh lưu niệm, còn David thì tranh thủ hỏi xin số của Hailey. Sau khi công bố ảnh cưới trên tạp chí để báo tin vui, David cho biết họ đã tổ chức hôn lễ vào ngày 31/7 tại Pavia, miền nam nước Ý. Hai cô con gái riêng của nam diễn viên Taylor Ann, 28 tuổi, và Hailey, 25 tuổi, đã được giao nhiệm vụ mang nhẫn cưới tơi cho cha trong hôn lễ. Trước đó, cặp đôi cũng đã tổ chức đính hôn hồi tháng 5/2016 nhưng phải sau 2 năm mới tổ chức hôn lễ. Cách nhau 28 tuổi khiến cả David lo lắng, do dự trước khi quyết định kết hôn. Hailey là người vợ thứ 3 của David, trước đó nam diễn viên đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 đứa con gái riêng. Nhưng David cho biết mối quan hệ giữa vợ mới cưới và hai cô con gái cũng rất thoải mái thân thiện. Mọi chuyện rất tuyệt, hai con gái của tôi có biết Hailey, các con hiểu rằng cô ấy khiến tôi hạnh phúc. Và tôi cần cô ấy cũng nhiều như cô ấy cần tôi thực sự còn cần cô ấy hơn. Tất cả những gì các con muốn thấy là tôi được hạnh phúc, tôi thật may mắn. Nói về chuyện tình yêu, David cho biết ông đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ và sự vui vẻ của Hailey khiến ông cảm thấy hạnh phúc. Khi cầu hôn cô tại bãi biển ở Los Angeles, David chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi quỳ gối trước một người phụ nữ để cầu hôn, mọi việc được dẫn dắt bởi trái tim. Hailey đã cưới tôi vì chính bản thân tôi và điều đó thật tuyệt vời. David không ngại ngần trao những cử chỉ tình cảm cho vợ mới cưới. David còn kể lại rằng mặc dù vai diễn trong Baywatch 1989-2001 là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông nhưng Hailey lại chẳng hề ấn tượng gì cả. Thậm chí cô còn chưa từng xem Baywatch và vô tư hỏi, anh đóng vai nào trong Baywatch? Không hề thấy khó chịu, David còn thấy vui vẻ và thích thú với cô nàng này. Sau khi kết hôn, cặp đôi dự định sẽ xây nhà và sinh sống tại